Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Việt Nam Mến Yêu. Thưa quý vị, Ninh Thuận là vùng đất của nắng, gió và cát. Nơi đây sở hữu những đồi cát rộng lớn cùng với hệ sinh thái đa dạng. Đó là những yếu tố giúp cho loài dông có thể phát triển tốt trên những đồi cát trắng. Và ngày hôm nay thì Thu Thảo sẽ giới thiệu đến quý vị nghề nuôi dông cũng như là giá trị kinh tế mà con dông mang đến. Đặc biệt là sẽ không thể thiếu những món ngon được làm từ dông. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây nhé. Trước đây, dông chỉ là một loài bò sát hoang dã sinh sống trên những cồn cát ven biển. Thế nhưng khi được người dân đưa về nuôi trong môi trường nhân tạo, con dông đã trở thành loài đặc sản ở Ninh Thuận. Từ đó, việc nuôi dông ngày càng phát triển bởi nhu cầu thị trường với loài đặc sản này ngày càng cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển mới cho bà con Ninh Thuận. Chào Sang. Dạ, em chào chị. Ngày hôm nay thì chị hẹn tới đây để mà chúng ta xem cái trại dông á. Sang ơi, bây giờ là mình đang hái cái lá này để làm gì vậy Sang? Dạ, em đang bẻ lá cho dông ăn á. Thì cái đây là cái món khoái khẩu của nó chị. Cái lá này là mình gọi là cái lá gì Sang? Dạ, cây này thì gọi là cây chùm ngay chị. À, cây chùm ngay. Thảo cũng thắc mắc là một cái người trẻ như mình á, thì cơ duyên từ đâu mà Sang lại gắn bó với cái nghề nuôi dông ở quê hương mình vậy? Gia đình em là nuôi dông từ rất lâu rồi, nên là rồi lâu dài thì nó trở nên quen thuộc á, nên là em tiếp tục với nghề nuôi dông. Đặc thù về thời tiết khí hậu ở Ninh Thuận mình á, thì theo Sang là có những cái thuận lợi nào để con dông cát nó phát triển? Với kiểu khí hậu mà được gọi là vùng tiểu sa mạc của Việt Nam á, thì Ninh Thuận có lượng mưa quanh năm rất thấp. Yeah. Đặc trưng là kiểu với kiểu khí hậu là khô nóng gió nhiều, thì nó phù hợp với lại tập tính sinh sống của loài dông. Nhưng mà Thảo cũng thắc mắc là ngoài cái việc mà chúng ta có rất là nhiều những cái đồi cát để mà nuôi dông, thì chúng ta có thể nuôi dông ở cái mô hình nào khác nữa không? Ví dụ như mình có thể làm trang trại để mình nuôi với chị. Em mời chị qua bên mô hình của em để mình tham khảo. Vậy hai chị em mình đi nha. Dạ. Để chị phụ nha. Là nó tự là nó ăn luôn hả? Dạ đúng rồi. Còn cái mà em rải rải đó là cái gì vậy? Dạ đây là bí đỏ với lại rau muống chị. Một ngày á, thì chúng ta sẽ cho dông ở đây ăn bao nhiêu lần? Dạ bình thường thì một ngày em sẽ cho ăn một lần. Dạ sáng sớm tầm khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ sáng. Theo Sang chúng ta nên xây dựng cái mô hình nuôi như thế nào để có thể có một cái chất lượng tốt nhất? Dạ, thì nếu như mà mình xây mô hình chuồng nuôi á, thì bên trong mình sẽ đảm bảo là cái nền chuồng nó cao ráo, cái móng ở xung quanh á, thì mình sẽ làm sâu tới hơn 1 mét để đảm bảo là con dông nó sẽ không đào ra ngoài. Còn bên trên thì mình sẽ dùng lưới mình bao phủ lại để chống mèo với lại chim biềm biệp và các loại chim lớn mà nó ăn dông. Hồi nãy giờ là chị cứ tưởng là cái này là sợ con dông nó nhảy ra ngoài. Ở đây thì giống để mà nuôi trong cái trang trại của mình là mình tự nhân giống hay là mình đi mua ở chỗ khác đây? Ban đầu thì mình phải mua chỗ khác, nhưng mà khi mà mình đã có cái nguồn giống rồi thì mình sẽ tự nhân giống lên, số lượng nhiều. Có nhiều cách nhân giống, nhưng mà đối với trại của em thì em sẽ để cho nó tự sinh sản. Xong rồi khi mà trứng nó gần nở thì mình sẽ thu hoạch cái con dông lớn đi. Thì cái để giảm cái nó cắn những con dông con á chị. Bên cạnh đó là em sẽ trồng thêm những cái rau muống biển để cho nó tăng cái diện tích mà để con dông con nó núp ở trong đó chị. Nó sẽ trốn được những con dông lớn cắn. Là tức là tới mùa sinh sản là mình phải đi kiếm từng cái trứng của nó hay sao Sang? Dạ không, nó sẽ tự đẻ trong đó rồi đủ nhiệt độ thì nó sẽ nở chị. Nó tầm khoảng cỡ 30 đến 40 ngày tùy theo nhiệt độ. Thông thường để mà dông lớn thì mình sẽ mất từ khoảng 8 tháng cho đến 1 năm. Tùy theo là cái giống ban đầu mình thả vào chị. Một năm thì chúng ta có thể thu hoạch mấy mùa vụ? Nó không có mùa vụ nhất định chị. Mình thấy dông bự lúc nào mình sẽ bắt nhiều lúc đó. Hồi nãy giờ khi mà Thảo với lại Sang đi vào trong này thì thiệt tình là chưa có thấy em dông nào đi ra ngoài hết. Nên Thảo cũng thắc mắc là làm như thế nào để mà chúng ta có thể bắt được hoặc là có thể thu hoạch được. Dạ bởi vì con dông là bản tính hoang dã chị. Nó ngồi tự nhiên thì khi mà mình nuôi thì nó gặp người nó sẽ trốn luôn chị. Khi mà mình ra khỏi chuồng khoảng cỡ 10 đến 15 phút á thì nó sẽ bắt đầu nó lên và nó ăn thức ăn chị. Bây giờ nó cũng đến cái kỳ em bắt dông. Dạ. Thì bây giờ mình sẽ hai chị em mình sẽ đặt bẫy để bắt dông thôi. Chúng ta sẽ đặt bẫy. Người nuôi đầu tư xây dựng chuồng trại tạo môi trường gần với tự nhiên,
và cung cấp đủ nguồn thức ăn để dông sinh sản và phát triển tốt. Ngoài nguồn thức ăn được cung cấp, con dông tự tìm kiếm bổ sung thêm thức ăn từ môi trường chuồng nuôi tự nhiên. Con dông nuôi trong chuồng có khả năng kháng bệnh cao, sinh sản nhanh, mau lớn. Với những chuồng nuôi có diện tích nhỏ thì thu hoạch dông bằng lưới. Lưới bắt dông có hình thức như lưới cá. Quý vị ơi, sau khi mà Thảo cùng với lại Sang đi bẫy dông cũng như là sơ chế nguyên liệu rồi thì chúng tôi có 4 con dông như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ để lên lò và nướng. Và đây là chúng ta sẽ gọi là món dông nướng mọi đúng không Sang? Dạ đúng rồi chị. Rồi, bây giờ là hai chị em mình sẽ nướng. Giờ là mình chỉ cần đặt lên thôi. Dạ. Con này khoảng 150g, con lớn thì nó được 200g. Dạ. Ngoài cái việc mà chúng ta nướng mọi với con dông này thì mình có làm được cái món nào khác nữa không? Dạ, dông thì mình làm được nhiều món á chị, như là gỏi dông nè, dông bằm sốt bánh chén nè, rồi dông kho dừa, rồi dông nấu với canh bầu. Wow. Thường thì con dông mình nướng chấm muối ớt là món phổ biến nhất. Vậy thì hiện tại thị trường dông ở Ninh Thuận cũng như là thương lái đến đây, họ thu mua cái loại sản vật này nhiều không? Dạ nhiều chị, nói chung là dông này trong năm thì nó luôn cháy hàng á chị, không có để bán. Đa số thương lái tới đây mua tùy theo mùa thì nó dao động từ 600 cho tới 800 ngàn một ký. Dạ. Thế ra thì cũng là một cái sản phẩm có giá trị kinh tế rất là cao ha. Dạ. Nếu mà như vậy thì trong tương lai ở gia đình mình hoặc là địa phương của mình thì chúng ta có những cái kế hoạch nào để phát triển gọi là mạnh mẽ hơn, rộng rãi hơn cái nghề nuôi dông này không? Sắp tới thì em cũng có định liên kết với nhiều trang trại khác để mình nuôi, mình sản xuất con giống và mình cũng sản xuất giống ra các tỉnh bạn gần đây. Lần đầu tiên đến Ninh Thuận mới biết có cái đặc sản này. Nên Thảo nghĩ là nếu có nhiều cái cách nhiều để mà tiếp cận với thị trường thì Thảo nghĩ là sẽ giúp cho nhiều người biết đến đặc sản của Ninh Thuận. Wow, hấp dẫn quá. Yeah. Những con dông của mình đã nướng xong rồi, bây giờ em mời chị Thảo thưởng thức. Dạ, cái này thì chắc là mình phải dùng tay để ăn đúng không Sang? Dạ đúng rồi. À, rồi bây giờ mình ăn nha. Kèm với lại rau á. Rau này là rau gì Sang? Lá này người ta gọi là lá xào dông, là để chiên ăn với dông á chị. À, là nó sẽ tăng cái hương vị đúng không? Dạ. Con dông này thì phần đuôi sẽ là ngon nhất chị. À, đuôi ngon nhất, chắc là do thịt nó chắc đúng không? Dạ. Rất là thơm nha mọi người. Để ăn thử một cái hương vị như thế nào nha. Ngon. Nó ngon dai nha. Đúng không? Nó dai và nó thơm. Dông mà càng lớn thì cái thịt nó sẽ dai hơn. Thì ăn cùng với cái lá này coi nó có hương vị như nào. Lá này ăn nhiều không? Ngon lắm mọi người. Nếu mà quý vị có cơ hội đến với Ninh Thuận thì chắc chắn phải tìm để mà thử được cái món này. Không thôi là rất là tiếc nha. Ngày hôm nay thì cảm ơn Sang rất là nhiều vì đã giới thiệu cho Thảo cũng như là quý vị khán giả một cái món đặc sản rất là ngon và rất là độc đáo như vậy. Vài năm gần đây, con dông dần được xây dựng là sản phẩm đặc thù vùng hạn tỉnh Ninh Thuận. Từ nghề nuôi dông, bà con Ninh Thuận dần vươn lên làm giàu từ những vùng đất cát bỏ hoang, khó canh tác. Và thưa quý vị, mỗi địa phương thì sẽ thường gắn với một hoặc một vài loại sản vật. Nếu như trước đây nhắc đến Ninh Thuận thì người ta sẽ nhắc đến táo hoặc là nho, thì giờ đây dông cũng là một trong những loại sản vật đặc trưng. Và với đặc thù là chi phí đầu tư thấp, dễ nuôi, dễ bán và cho lợi nhuận kinh tế cao. Đó là một trong những yếu tố làm cho người dân ở địa phương này gắn bó và vươn lên với nghề nuôi dông. Và hy vọng là số phát sóng ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những trải nghiệm thực sự lý thú. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong khung giờ quen thuộc 19:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vĩnh Hy được biết đến là một trong 4 vịnh biển đẹp và hoang sơ của nước ta với vẻ đẹp hữu tình nguyên sơ. Diễn viên Dương Thanh Vàng và Gia Linh có cơ hội trải nghiệm lặn biển ngắm san hô cũng như thưởng thức những đặc sản của Vĩnh Hy. Mời quý vị đón xem hành trình này trong chương trình Việt Nam Mến Yêu được phát sóng vào lúc 19:50 thứ bảy ngày 23 tháng 12 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.